Vâng, Sếp Tuấn Lan lại gửi lời chào, lời kính chúc toàn thể các bác anh em đam mê đĩa bẫy cúm núm gà đồng. Hôm nay thì em tiếp tục giới thiệu đến các bác một cái mẫu lụp bẫy cúm núm, hay các bác còn gọi là lụp bẫy gà đồng. Thì hôm nay hàng lại tiếp tục về và giới thiệu đến anh em. Các bác nào đang quan tâm về cái lụp bẫy cúm núm gà đồng thì có thể liên hệ trực tiếp theo hai số điện thoại chính của shop em nữa nhé. Shop em là luôn luôn là giao hàng, ship hàng qua ngành bưu điện. Nhận hàng các bác được quyền kiểm tra hàng đúng sản phẩm, các bác thanh toán tiền. Đấy là quyền lợi của anh em. Anh em không phải cọc cạch gì nhá. Giá rất là hợp lý thôi. Bây giờ em sẽ báo giá công khai và giới thiệu chi tiết để anh em tham khảo. Thì như thấy trên hình đây thì bên em ngoài cung cấp mẫu lụp cúm núm gà đồng này thì bên em cung cấp cả những mẫu loa đài điều khiển đấy nhá, loa gọi chim, loa mồi chim. Đây là cái loa WS 898 phiên bản mới nhất của năm 2023. Như thấy trên hình đây. Phụ kiện của nó đầy đủ anh em nhá. Đấy, túi đeo loa, dây sạc đầy đủ hết. Loa này thì điều khiển từ xa để anh em gọi chim về anh nhá. Đấy, loa này có điều khiển từ xa. Loa này thì bên em đang bán giảm giá xuống chỉ còn 400.000 đồng anh nhé. 400.000 đồng đầy đủ phụ kiện không nhé. Túi đeo loa, dây sạc, mic nói đầy đủ anh em nhé. Đấy. Và bây giờ thì em sẽ giới thiệu cho anh em về cái mẫu con chim giả anh em nhé. Đây là con chim chim giả anh em nhé. Chim này thì như cũng thấy trên hình đây là một con chim giả này. Chất liệu của nó thì làm được con chim giả này là nhồi keo anh em nhé. Nhồi keo silicone. Bên em là chim thật. Đấy, và đã lấy thịt ở trong da và nhồi keo silicone vào và đã sấy khô anh em nhá, làm dáng cho anh em rồi. Đấy, sấy khô. Đây con chim con chân trống anh nhá. Đấy, cúm núm trống. Mồi màu của nó đỏ chót này. Đấy. Có màu này, có mắt này và có mỏ này anh em nhá. Đấy. Mẫu này thì con chim giả này thì con trống này thì bên em đang bán với giá là 300.000 đồng anh nhá. 300.000 đồng là bên em bao ship tận nhà cho anh em rồi. Đấy các bác nhá. Đấy, ngoài ra thì bên em sẽ giới thiệu cho anh em một cái mẫu tiếp theo là một cái lụp bẫy cúm núm anh em nhá. Đấy, lụp bẫy cúm núm như thấy trên hình đây. Chất liệu của nó là 100% là bằng inox anh em nhá, 100% bằng inox. Đấy, và chất liệu thì bên em là tất cả là hàn, những cái khung to là hàn hết luôn nhá. Đấy, và ở những chỗ buộc đây, đấy những chỗ nút nhỏ là bên em buộc và nhỏ keo anh em nhá. Trên đỉnh là em sẽ lợp cho các bác là cái cỏ nhân tạo. Đấy, cỏ nhân tạo rất là đẹp. Lụp là lụp hai cánh nhá, lụp hai mặt. Đấy, và chất liệu của nó bằng inox hết rồi. Và bên em là mỗi một cánh này là bên em làm 4 lò xo anh em nhá, làm 4 lò xo. Kích thước chuẩn luôn anh em nhá. Và đây là cái chỗ để cho con chim mồi vào này anh em nhá. Đây cho chim mồi vào này. Đấy, rất là rộng anh em nhá, rộng thoải mái luôn. Đấy không nhá. Đây, chim mồi vào trong này luôn nhá. Đấy. Và thì các bác thấy là đây cái cửa ra vào này anh em nhá. Và như bác thấy là cái chiều rộng nó rơi vào 4550 anh em nhá. Đấy 4550, rất là dài, rất là to. Đấy không nhá. Nên là cái mẫu lụp cúm núm này thì bên em đang bán với giá là 1.600.000 đồng anh nhá, 1.600.000 đồng. Đấy, bao ship tận nhà cho anh em rồi. Đấy, các bác nào đang quan tâm về cái lụp mẫu lụp bẫy cúm núm này thì có thể liên hệ trực tiếp bên em. Đấy, chất liệu ở dưới này, đấy em đã làm một tấm nhựa rồi để cho con chim giả, chim thật và các bác nó đỡ bị đau chân rồi nhá. Đấy, hàng đảm bảo cho anh em. Đấy, hàng xịn sò anh em nhá. Đấy, rất cồng kềnh. Đấy, các bác nào mà thiện chí mua hàng thì vui lòng điện trực tiếp anh nhá. Bên em sẽ gửi hàng cho anh em. Đấy, còn các bác mà không thiện chí mua thì không nên đặt hàng nhé, vì bên em thì không bắt cọc trước nên là gửi hàng thì rất là cồng kềnh, tiền ship rất là cao. Đấy, nên là các bác mà có nhu cầu thật sự thì alo trực tiếp bên em để đặt hàng. Đấy, một cái video rất là ngắn thôi. Em là xin chào tạm biệt các bác, hẹn gặp lại các bác trong video lần sau. Các bác xem được video thì cho em xin một like, một đăng ký kênh và chia sẻ anh em bạn bè cũng biết ạ. Xin chào tạm biệt các bác.